Để khẳng định mình. Xin chào tất cả các em. Chúng ta lại tiếp tục đến với nhau thông qua một cái bí kíp là số loài giao tử và tỷ lệ giao tử nằm trong chủ đề mỗi tuần một bí kíp của tiến sĩ Phan Khắc Nghệ thuộc chủ đề phương pháp giải nhanh bài tập di truyền. Và các em biết rằng là số loài giao tử, tỷ lệ giao tử là một dạng bài tương đối phổ biến có trong các đề thi. Làm thế nào để làm nhanh? tính nhanh dạng bài tập này chúng ta cùng theo dõi thầy lấy ví dụ một cơ thể có bồ nhiệm sắc thể 2n với vô số cặp trên dị hợp Đấy, tức là không giới hạn biết không xảy ra đột biến hãy xác định số loài giao tử trong trường hợp giảm phân không có hoạn bị ren Đấy, nếu không có hoạn bị ren thì thì chúng ta biết ngay được là gì sẽ là hai mũ n tức là mỗi cặp ren gì hợp mỗi cặp nhiễm sắc thể cho dù có n cặp ren gì hợp nhưng không có hoan vị ren thì cũng chỉ có hai loại giao tử và với n cặp thì hai mũ n Đấy. dễ dàng các nhé mỗi tế bào chỉ có một cặp nhiễm sắc thể trao đổi chéo và trên mỗi cặp chỉ xảy ra trao đổi chéo tại một điểm cố định có nghĩa là cặp thứ nhất chỉ trao đổi chéo một điểm giữa a và b thì lúc nào cũng trao đổi chéo một điểm a và, b. và mỗi tế bào chỉ có trao đổi chéo tại một điểm như thế như vậy với với n cặp nhiễm sắc thể thì sẽ có n nhóm tế bào nhóm tế bào thứ nhất trao đổi chéo một điểm ở cặp số 1 rồi nhóm tế bào thứ hai là trao đổi chéo một điểm ở cặp số 2 và với n cặp thì có n nhóm tế bào như thế và ta có mỗi nhóm tế bào mỗi nhóm tế bào sẽ có bao nhiêu loại giao tử? Đấy. Sẽ có số loại giao tử. bằng bao nhiêu loại? Ở mỗi nhóm tế bào thì cặp có hoán vị gen sẽ có bốn loại giao tử. đúng chưa? Nhưng cặp khác, mỗi cặp chỉ có hai loại giao tử. Vậy là hai mũ n một Đấy. Và bằng bằng 2 x 2 mũ n. Đấy. Tuy nhiên, tuy nhiên trong tổng số 2 x 2 mũ n loại giao từ này thì có 2 mũ n loại giao tử liên kết và có hai mũ n loại giao tử hoán vị. Đây, đấy là điều cần chú ý tức là ở cái tếp ở cặp nhưng có thể có hoán vị gen thì sẽ có hai loại giao tử liên kết và hai loại giao tử hoán vị vậy số loại giao tử hoán vị ở cặp đấy chính là hai loại nhân 2 mũ n trừ một bằng 2 mũ n còn số loại giao tử liên kết cũng 2 nhân 2 mũ n trừ một bằng hai mũ n Đâu hiểu chưa và mỗi nhóm phải có như thế và có nhiêu nhóm có n nhóm vậy ta có suy ra có n nhóm sẽ có số loại giao tử hoán vị sẽ bằng n nhân 2 mũ n. n nhân 2 mũ n. Đúng chưa? Còn số loại giao tử liên kết thì bằng bao nhiêu? Có bằng n nhân 2 mũ n không? Thì xin thưa là không. Không mà luôn luôn là hai mũ n vì ở nhóm tế bào thứ nhất có hai mũ n loại cho từ liên kết ở nhóm tế bào thứ hai cũng có hai mũ n loại cho từ liên kết nhưng các loại cho từ liên kết ở nhóm thứ nhất và ở nhóm thứ hai là giống nhau và giống với trường hợp giảm phân không có hoán vị này đây là điểm ẩn của bài này điểm ẩn của bài này cho nên ta phải có luôn luôn hai vậy từ đấy suy ra số loại giao tử tối đa số loại giao tử tối đa mà cơ thể này có thể sinh ra ở trường hợp B sẽ là bằng tối đa các nhé bằng n nhân hai mũ n cộng với hai mũ n bằng hai mũ n nhân với n cộng 1 và chúng ta ghi lưu ý và chúng ta ghi lưu ý Chủ dạng bài này như sau một cơ thể có bồ nhiệm sắc thể 2n với vô số cặp trên dị hợp nếu trong quá trình giảm phân không xảy ra đột biến và mỗi tế bào chỉ có một cặp nhóm thể có trao đổi chéo và chỉ xảy ra trao đổi chéo tại một điểm cố định thì số loại giao tử tối đa là n cộng 1 nhân 2 mũ n. Vậy áp dụng Thầy lấy ví dụ một loài có 2n bằng 20. Và trên mỗi cặp những thể chỉ có trao đổi chéo tại một điểm cố định đi. và mỗi dòng tế bào chỉ có trao đổi chéo tại một cặp thì có bao nhiêu loài giao tử? Đấy. đấy. Mỗi tế bào chỉ có một cặp trao đổi chéo Tức là trao đổi chéo ở cặp này thì không trao đổi chéo ở cặp khác. Vậy lúc đấy sẽ bằng số giao tử sẽ là bằng 2 mũ 10 nhân với 10 cộng một bằng 11 một nhân hai mũ mười. Em. Cho nên đây là một cái dạng bài mà cần phải ghi nhớ rất là chuẩn xác, các em nhé, đấy, chuẩn xác. Và chúng ta sang ví dụ thứ hai. Thầy uh, tiếp tục đưa cho các em một cái bí kíp thứ hai về cái giao tử. Đó là xét một cặp nhưng có thể có n cặp, rất gì hợp? Thầy lấy ví dụ a. B, C, D, E, G, H, I, vân vân. A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ, D nhỏ, E nhỏ, G nhỏ, H nhỏ, I nhỏ, vân vân. Biết không xảy ra đột biến, hãy xác định số loại giao tử được tạo ra trong các trường hợp. Thứ nhất, có ít sở tế bào giảm phân và mỗi tế bào chỉ có trao đổi tài một điểm. Khi mỗi tế bào chỉ có trao đổi chéo tài một điểm, các em ạ, thì với N cặp ren gì hợp sẽ có n 1 điểm. Sẽ có n 1 điểm. Bởi vì ở đây ví dụ đây có 1 2 3 4 5 6 7 8. Ở đây có 8 cặp giai hợp thì sẽ có 7 điểm. Điểm này là 1, điểm này là 2, điểm này là 3. Ở 7 điểm ở giữa giữa 8 cặp. Như vậy với có n cặp pren hợp thì sẽ có n 1 điểm. n 1 điểm. Và cứ mỗi điểm trao đổi chéo thì sẽ có hai loại giao tử hoãn vị cứ mỗi loại ta phải chéo, chéo như vậy sẽ có số loại giao tử hoán vị số loại giao tử hoán vị là bằng n trừ một nhân 2. vì có n cặp trên gì hợp và mỗi cặp chỉ có trao đổi chéo tại một điểm cho nên số điểm trao đổi chéo là n trừ một điểm và mỗi điểm trao đổi chéo thì sẽ có hai loại giao tử hoán vị nên số giao tử hoán vị là bằng n một nhân a còn số loại giao tự liên kết thì vì ở đây chỉ có một cặp ren chỉ có một cặp nhưng nó thể cho nên luôn luôn có hai loại giao tự liên kết đó là từ số là một loại giao tự liên kết và mẫu số là một loại liên kết cho nên số loại liên kết luôn luôn bằng hai vì vậy ở câu a có ít sờ tế bào giảm phân mặc dù có ít sờ có ít sờ nhưng tối đa cũng chỉ là số loại giao tử sẽ là gì? Sẽ là n từ 1 nhân 2 cộng với 2 và đáp án sẽ bằng n nhân 2. Số loại giao tử là tối đa. Tuy nhiên, nếu chỉ có ít 5 tế bào thì lại nhỏ hơn, lại nhỏ hơn. Đấy. Vì một tế bào có hoan vị, một tế bào có hoan vị thì sẽ cho hai giao tử liên kết và hai giao tử hoán vị cho nên nếu ít chờ nếu hai n này mà lớn hơn ít chờ nhân hai thì ta áp dụng theo số ít chờ nhân hai thầy lấy ví dụ ở đây có chờ tế bào giảm phân thì số loại giao tử nếu tính theo x chờ sẽ là hai nhân x chờ cộng hai và giao tử vì một tế bào giảm phân cho hai loại giao tử hoán vị và hai loại giao tử liên kết nhưng di uh, lỗi, và và một tế bào giảm phân cho hai giao tử hoãn vị và giao tử liên kết và ít sờ tế bào giảm phân thì phải cho hai ít sờ giao tử hoãn vị nhưng giao tử liên kết thì luôn luôn là hai vì vậy tổng số phải là hai sờ cộng hai đấy hai sờ cộng hai vì vì một tế bào giảm phân sẽ có hai giao tử hoán vị còn liên kết thì cố định và chính vì thế cho nên với n cặp ren gì hợp thì số loại giao tử tối đa sẽ là 2 nhân n trong trường hợp mỗi tế bẩm chỉ trao cho tại một điểm, mỗi cặp chỉ trao cho một điểm. Và với sở tế bào giảm phân, số loại giao tử tối đa là 2 trở nhân 2. Cho nên nếu thầy giả sử giả sử nếu có 20 cặp ren gì hợp nằm trên cùng một cặp như thế này hai và có 5 tế bào sinh tinh giảm phân thì số loài giao tử tối đa là bao nhiêu nếu áp dụng theo công thức n thì sẽ là bằng 2 nhân với 20 nếu áp dụng theo số tế bào thì sẽ là bằng 2 nhân với 5 cộng 2 và theo giá trị này là 40, theo giá trị này là 12. Vậy ta phải áp dụng theo dụ số nhỏ hơn là Cho nên ở câu A này thì kết luận là số loại giao tử được tạo ra tối đa sẽ nhỏ thu hoặc bằng ở câu A các em nhé, nhỏ thu hoặc bằng 2x cộng 2 hoặc nhỏ thu hoặc bằng 2 nhân với n. Nhỏ thu hoặc bằng. Nếu giá trị nào nhỏ hơn thì chúng ta nhận giá trị đấy em nhé đấy còn câu b có y tế bào giảm phân và mỗi tế bào có thể có trao chéo tại một hoặc hai điểm hai điểm là trao chéo kép ở đây là mở rộng cho em nhé thì còn đề thi thường chỉ dùng ở dừng ở câu a thôi đấy và ở trao chéo kép thì cho dù trao chéo kép phát trao chéo đơn thì một tế bào giảm phân Cùng chỉ cho hai loại giao tử hoán vị và hai loại giao tử liên kết vì vậy ở câu y ở, ở, ở câu b ở câu a các em nhé như thế còn ở câu b thì số loại giao tử tối đa sẽ nhỏ thuộc bằng 2 y cộng 2 vẫn là 2 x cộng 2 Còn 2 y cộng 2 và nhỏ thuộc bằng 2 mũ n 2 mũ n đấy cho nên với x tế bào giảm phân hoặc với y tế bào giảm phân thì số loại giao tử không vượt quá 2 x cộng 2 hoặc 2I 2 y cộng 2 còn nếu mỗi tế bào trao đổi chéo tại một điểm thì là 2 nhân n, còn mỗi tế bào trao đổi chéo tại nhiều điểm, hai hoặc nhiều điểm thì là 2 mũ n. Đấy. là cái công thức giải nhanh. Chúng ta cần ghi nhớ công thức. Trên một nhóm gen liên kết có n cặp gen gì hợp, ví dụ n cặp gì hợp. Số loại giao tử tối đa là 2 mũ n. Nếu như có trao đổi chéo tại nhiều điểm nếu có ít sờ tế bào sinh tinh và có hoãn vì gen thì số loại giao tử không vượt quá hai chờ cộng 2 và cũng không vượt quá 2 mũ n này. 2 mũ n là số loại giao tử của loài Còn nếu mỗi tế bào chỉ có tác động chéo tại một điểm thì số loại giao tử tối đa không vượt quá 2n. Không vượt quá 2n. sang ví dụ vận dụng một cơ thể có kiểu ren A lớn B nhỏ D lớn E lớn G lớn H nhỏ A nhỏ B lớn D nhỏ E nhỏ G nhỏ H lớn tiến hành giảm phân tạo giao tử Giả sử chỉ có 3 tế bào sinh tinh tiến hành giảm phân Có hoãn vị ren Thì sẽ có tối đa bao nhiêu loại giao tinh trùng 3 tế bào giảm phân Thì các em nhớ rằng Số loại tinh trùng sẽ là 3 x 2 Cộng 2 Bằng 8 loại 3 tế bào Vì 3 tế bào này mà có hoãn vị ren Thì sẽ có 6 loại giao tử hoãn vị Và luôn luôn Có 2 loại giao tử liên kết cộng lại là bằng 8 loại giao tử khác Đấy. Thế công thức là 3 nhân x H, à, 2 nhân x H, cộng 2 Ta sang ví dụ 4 Ví dụ 4 là một kỳ dạng bài mới về giao tử Đó là có 100 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen Giảm phân không xảy ra đột biến Hãy xác định tỷ lệ các loại giao tử được tạo ra trong trường hợp Có 5 tế bào xảy ra hoàn vì rem Có 20 tế bào xảy ra hoàn vì rem Thì thầy đã đưa ra công thức giải nhanh đó là với 100 tế bào sinh tinh thì sẽ có nếu không nếu có 5 tế bào xảy ra hoán vị ren thì giao tử hoán vị sẽ là 5 chia 5. Mỗi tế bào giảm phân có hoán vị sẽ cho 4 loại giao tử với tỷ lệ 1 1 1 1. Vì vậy, giao tử hoán vị có tỷ lệ 1 và 5 tế bào là 5 chia 5. Còn giao tử liên kết là với 100 tế bào thì sẽ có 200 giao tử liên kết nhưng vì có 5 tế bào hoàn vị cho nên số giao tử liên kết sẽ còn lại là 200 trừ 5 chia cho 200 trừ 5. Đấy. Như vậy tỷ lệ là 200 trừ 5, 200 trừ 5, 5 năm. Đấy là công thức về số loại giao tử, tỷ lệ các loại giao tử khi có ít sờ tế bào giảm phân và có y tế bào có hoan vị và nếu có 20 thì sẽ là 200 trừ 20 chia cho 200 trừ -20, 20 chia cho 20 chia cho 20 từ đấy chúng ta công thức giải nhanh như sau có ít sở tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu ren giảm phân trong đó có y tế bào xảy ra hoan vị ren ít sở phải lớn hơn y thì tỷ lệ các loại giao tử là 2 trở trừ y, 2 trở trừ y, thì y. Nội dung của công thức này và các công thức giải nhanh về giao tử thầy đã trình bày tóm gọn trong cuốn Pro f 2 về quy luật di truyền đã xuất bản và tắc, chắc chắn các em chắc chắn các em có trong tay cuốn sách này của thầy và sẽ đọc kỹ các công thức giải nhanh thầy đã chứng minh bằng toán học để chúng ta vận dụng và có hệ thống các bài tập vận dụng minh họa và nếu em nào chưa có sở hữu cũng được lại cuốn sách này thì hãy liên hệ với môn trong vn để chúng ta có được cuốn sách và thực hiện các cái công thức giải nhanh một cách đầy đủ hơn mọi bí kíp thầy trình bày ở đây chỉ là trích dẫn những nội dung cốt lõi cơ bản nhất mà thôi với trong một khoảng thời gian gần 20 phút thầy đã đưa ra cho các em một cái bí kíp về tìm giao tử và tỷ lệ giao tử khi giảm phân không có đột biến và có hoan vị ren. Đây là những công thức giải tranh mặc dù rất phức tạp nhưng chúng ta vận dụng đơn giản để vận dụng vào việc giải toán các bài toán di truyền. Từ đấy chúng ta phải giải nhanh tất cả công thức bài toán phức tạp mà bài toán đề ra đã ra trong các đề thi. Và thầy tin rằng với các bí kíp và chủ đề của thầy là mỗi tuần một bí kíp sẽ trang bị cho các em tất cả các công thức giải nhanh để các em giải quyết tất cả các bài toán di truyền và với những công thức giải nhanh này, các em sẽ vận dụng và đưa vào để chúng ta giải quyết từng phần hoặc giải quyết toàn bộ các bài toán di truyền trong các đề thi. Thầy xin tiếp tục giới thiệu với các em một lưu ý, lưu ý này đã được có trong các tài liệu tham khảo, không còn mới mẻ đối với thầy và trò chúng ta. Đây là một tế bào sinh trứng, một tế bào sinh tinh giảm phân không có hoán vị gen chỉ sinh ra hai loại giao tử có hoan vì gen sinh ra bốn loại giao tử một tế bào sinh trứng giảm phân luôn chỉ sinh ra một loại trứng mặc dù nội dung này không hoàn toàn mới mẻ nữa chúng ta đã đều biết tuy nhiên thầy xin giới thiệu với các em một số ví dụ vận dụng các lưu ý này và nó vẫn hoàn toàn mới mẻ vẫn rất khó đối với chúng ta ví dụ thứ nhất có một tế bào của gà có kiểu gen A lớn B nhỏ, trên A nhỏ B lớn, đây lớn, đây nhỏ. Giảm phân không đột biến sẽ sinh ra tối đa bao nhiêu loại giao tử. Ở bài toán này chưa cho biết được hay cái, chưa cho biết sinh tinh hay sinh trứng. Vậy bằng cách nào để chúng ta biết được đây là tế bào sinh tinh hay đây là tế bào sinh trứng? thì dấu hiệu là chúng ta dựa vào cặp nhiễm sắc thể giới tính để suy ra giới tính của cơ thể có tế bào này. Ở đây là gà. Vì gà cho nên ít sờ ít sờ là con đực. Ở tất cả các loài chim các loài chim thì con đực là Xr con cái là x y như vậy bài toán trở thành có một tế bào sinh dục đực mang tiểu gen giảm phân không đột biến sẽ sinh ra tối đa bao nhiêu loại giao tử và lúc đó trở thành bốn loại giao tử Bởi vì dù có hoán vị thì một tế bào giảm phân cũng chỉ cho tối đa 4 loại giao tử Còn nếu không có hoán vị thì chỉ cho hai loại giao tử Vì vậy bài hỏi tối đa khi ra bốn loại giao tử Ở một ví dụ tiếp theo Có ba tế bào của thỏ có kiểu gen A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ X D lớn E lớn X D nhỏ E nhỏ Giảm phân không đột biến sẽ sinh ra tối đa bao nhiêu loại giao tử ba tế bào của thỏ. Vậy thì ở thỏ, thỏ thì x thỏ là thú. Tất cả các loài thú thì con đực có cặp giới tính là ít y con cái có cặp giới tính là x Như vậy ở đây kiểu gen xx ít ít chứng tỏ đây là tế bào sinh dục cái. Vì vậy bài toán trở thành có 3 tế bào sinh trứng của cơ thể mang kiểu gen. Giảm phân không đột biến sẽ sinh ra tối đa bao nhiêu loại giao tử? Thì chúng ta biết rằng một tế bào sinh trứng giảm phân chỉ cho một loại trứng. Chỉ cho một trứng. Vì vậy, ba tế bào giảm phân cho ba loại. Như vậy, dạng bài toán cho biết tế bào và cặp giới tính để suy ra là một cái kiểu bài mới mà chúng ta phải vận dụng để giải quyết. Và ở đây khi cho bài toán ba tế bào thì có rất nhiều khả năng xảy ra. Nhưng ở đây là tế bào sinh dục cái thì có thể có các kiểu gen khác nhau nhưng tối đa chỉ có ba loại giao tử mà thôi. bài toán có thể thay bằng 5 tế bào, 10 tế bào, 100 tế bào, 1000 tế bào. Nhưng các em nhớ ở những ví dụ trước thầy đã hướng dẫn các em đó là không vượt quá 2 mũ N. Số loại giao tử luôn luôn không vượt quá 2 mũ N số cặp ren gì hợp của cơ thể đấy đó là điều giới hạn về số loại giao tử của cơ thể và thầy tin chắc rằng với những lưu ý mà thầy vừa giới thiệu với những bí quyết mà thầy vừa giới thiệu hôm nay các em sẽ vận dụng để tìm giao tử tìm tỷ lệ giao tử tìm số loại giao tử của các bài toán khác nhau ở các cấp độ khác nhau và mỗi tuần một bí kíp sẽ mang đến cho các em tất cả những tri thức về kinh nghiệm giải nhanh về những vấn đề mà đúc rút kinh nghiệm bao nhiêu năm với một thầy đã có được và hôm nay tuần sau chúng ta phải tiếp tục đến với nhau những bí kíp mới hẹn gặp lại các em vào tuần sau